Hello mọi người nha. Vietcloud TV đây. Rất vui được gặp lại mọi người ha. Hôm nay mình sẽ làm tiếp tục bài lab của em CSA ha mọi người. Hôm nay là bài số 20 ha. Certification Authority hay còn gọi là CA ha. Thì mục đích của bài thực hành này là hướng dẫn mọi người cách cài đặt dịch vụ CA ha, cũng như là cấp phát Digital Certificate cho người dùng hoặc máy tính trong hệ thống ha, nhằm mục đích mã hóa dữ liệu nè, mã hóa email ha, và ứng dụng chữ ký số hỗ trợ chứng thực. Rồi thì cái sơ đồ thì mua lắp thì đơn giản ha, mình sử dụng hai máy ha, DC1 là domain controller ha, và cái BC1 là đã được do domain ha. Rồi ha mọi người, bài lắp này đơn giản ha, mình sử dụng một server và một LAN. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị ha. Thì để mã hóa được email á, thì mình phải có mail server. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị là đi cài ha, mail server m domain ha 19.5.5, đồng thời đi cài bộ Microsoft Office ha 2019 cho PC1. Rồi DC1 ha, .vn. Rồi đây mail server em mở đây mình ha, thì mình có thể đào từ trang chủ ha, altn.com. Rồi, ở đây mình bấm chai ô ha. Rồi sau đó mình bấm đăng ký và đăng nhập và khai báo địa chỉ email ha, để mình nó sẽ gửi cho mình một cái key. Rồi ở đây mình đã đào sẵn rồi ha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành khởi động con DC1 lên ha mọi người. Rồi DC1 report lại cái nha. Rồi start. Giờ mình sẽ tiến hành đi cài mail server ha. Sau khi cài mail server rồi thì mình sẽ đi cài office cho máy client. Đây cái cấu hình cho gửi mail ok ha. Rồi. Rồi, thì mình sẽ đăng nhập domain admin ha mọi người. Rồi mình đã đau ra về tránh mất thời gian ha. Mình đã lo lót về sẵn, download key sẵn luôn rồi ha. Rồi, mình đã đau vậy rồi ha. Copy vô OC. Rồi, đây là cái sụt cài đặt ha mọi người. Em mở đây mình ha. Đây là cái key dùng thử ha. Khi mình đăng ký mình khai nhập một số thông tin như tên công ty ha, số điện thoại đâu ha, thì nó sẽ email thì nó sẽ gửi cho mình một cái key dùng thử ha. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành đi cài đặt mail server ha. Rồi, chúng ta net. Chạy lên ha. Net. Rồi. Cái đường dẫn chứa thư mục cài đặt ha, c2.mdaemon. Rồi next. Rồi ở đây chúng ta có cái key rồi ha, chúng ta chọn cái key copy. Rồi chúng ta đã có cái key vô next.
cho nó kiểm tra ha. Rồi ok xong ha, chúng ta bấm next để nó tiến hành nó install mail server. Thì nếu mà đúng ra là cái phần cài MDaemon này mình sẽ hướng dẫn mọi người vào một cái bài khác ha, nhưng mà nếu như mà mình setup sẵn rồi á thì mọi người nhiều khi không có biết cách cài, thôi mình quyết định là mình cài đặt ngay từ đầu luôn ha, để cho mọi người tham khảo cho nó dễ. Nếu như mình bỏ cái bước này á, mình cài đặt sẵn á thì mọi người không biết sao nhưng nó có mail server ha, nó cũng hơi khó. Rồi coi như hôm nay mình quyết định luôn, hướng dẫn setup mail server luôn ha. Key này là cái key mình dùng thử 30 ngày ha mọi người. Rồi sắp xong rồi ha. Rồi nó hỏi mình là domain name ha, nhập cho vietcloud.vn ha. Rồi đây mình gõ luôn ha, mail.vietcloud.vn. Rồi next mọi người. Rồi nó bắt mình tạo một cái tài khoản cho admin ha. Nó gọi là postmaster. Này nè. Đây là một cái account ha. Administrator có full quyền ha. Rồi. Nhưng nó gợi ý mình là postmaster đó. Rồi đây mình nhập vô admin ha. First name mailbox là admin luôn ha. Rồi bắt quạt đây mọi người nhớ ha, nó yêu cầu phức tạp ha. Rồi nét. Rồi set management như một cái service ha. Ok. Rồi mình start management luôn nha. Rồi mọi người chờ mail để mình nó start lên xíu ha. Rồi chẳng phải mình đóng cái này luôn ha, hết sử dụng rồi. Rồi đóng cái key này luôn. Rồi đây nó hiện cái bắt mình chạy lên trang web ha, giao diện của admin cho mình cấu hình bằng web ha. Rồi tạm thời mình không sử dụng ha. Rồi do mình kiểm tra MDaemon ha. Rồi
Rồi mình mở em mời để mình config thôi mọi người. Rồi nó báo mình là đây là dùng thử ha. 27 ngày. Rồi, đây là cái giao diện để quản trị em mời để mình ha. Rồi giờ trước tiên mình sẽ vô mình cấu hình lại một số cái như DNS nè. Là mình muốn gõ là mail.vietlao.vn ha. Giờ đây mình sẽ thử hướng dẫn mọi người check mail bằng web nha. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng địa chỉ local ha. Rồi, 2.13.000. Rồi. Rồi, admin hả mọi người. Password chúng ta tạo ha. Rồi. Đây là cái giao diện của webmail ha mọi người. Rồi mình đang log on với user admin ha. Rồi thì hiện tại mình muốn chạy được mình phải gõ là địa chỉ IP ha. Mình có thể gõ là địa chỉ IP của server nè. Chấm 201 2.3000 ha. Giờ mình muốn gõ là cái kiểu domain name ha, mail.vietlao.vn 2.3000 cho nó chuyên nghiệp ha. Hiện tại là chưa được nha. Rồi mình sẽ đi tiến hành cấu hình cái này ha. Rồi mình vào DNS server. Đây. Rồi mình sẽ tạo một cái alias ha mọi người. Cname. Rồi mail. Đó, mail.vietlao.vn nè ha. Rồi chúng ta sẽ chọn đến cái DC1. Ok. Rồi ha, khi này chúng ta gõ mail nè, .vietlao.vn mới được ha. Rồi, ok chưa? Rồi, cái tính năng chạy bằng domain đã xong ha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành tạo user. Thì cái bài này mình sử dụng domain controller ha, nên mình phải sử dụng user của Active Directory ha mọi người. Giờ mình mở Active Directory user ha. Rồi mình ví dụ mình đã có ba sẵn ba user ha. U1, U2, U3. Rồi mình kiểm tra ha. Rồi trong tab email nè. U1. Rồi ok ha. U2. Đích của cái này là mình muốn sử dụng cái hệ thống user của domain ha. Mình không muốn sử dụng user của mdaemon. Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người import cái user của domain vào ha. Rồi ở đây chúng ta mở cái giao diện của mdaemon lên. Chúng ta vào account ha. Chúng ta account manager nè. Hiện tại chưa có user ha. Rồi ở đây chúng ta tiến hành import ha. Import vào. Import account từ Active Directory ha. Rồi, thấy rồi chọn domain nha mọi người. Ok. Rồi, đây mình thấy ba user ha. U1, U2, U3.
Rồi. Rồi bấm inbox select account ha. Ok. Xong. Giờ mình kiểm tra lại ha. Account manager. Rồi, nhà mình đã có 3 user ha mọi người. Rồi, mình sẽ sử dụng 3 user này mình làm cái hệ thống CA ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng hết ha. Rồi, sau khi cài xong MySQL ha, mình sẽ tiếp tục qua cài Office ha. Rồi, giờ mình mở cái PC1 lên ha. Rồi, start PC1 lên. Rồi, start ha mọi người. Rồi nãy giờ là coi như mình đã cài xong một cái mail server ha. Giờ mình cài đến phần client. Rồi, sau khi cài xong mail server ha. Bây giờ mình sẽ test mail ha mọi người. Thì hiện tại mình chưa có cài Microsoft Office ha. Thì mình chưa có Microsoft Outlook. Bây giờ mình sẽ dùng webmail để mình test ha. Đây do mình đã cấu hình mình đã tạo một cái mail.vietlao.vn rồi ha, cho nên mình sử dụng domain name.vn 2.3000. Ok chưa? Thành công ha. Đó, mình đang sử dụng trên máy PC1 nha. Rồi đây mình gõ vô u1 .vn ha, bắt gọn. Rồi. Rồi, đăng nhập mail webmail thành công ha. Giờ mình tiến hành gửi thử một cái mail nè. Mình sẽ gửi cho u2. u2@vietlao.vn. Rồi, test mail. U1 gửi cho u2 ha. Rồi, hello U2. Rồi đơn giản ha mọi người. Ở đây mình bấm send ha. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành log on U2 kiểm tra nha. Rồi, ở đây mình bấm vô U2. Bắt buộc. Rồi, chính xác ha. Mình đã nhận được một cái mail từ U1 from nè, U1. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiến hành cài đặt cái bộ Microsoft Office ha mọi người. Rồi, để mình đã download bộ này sẵn rồi ha. Office 2019 ha. Rồi, mình copy về. Mình sẽ setup trên máy PC1 ha. Rồi, mình tiến hành install ha. Cài Microsoft Office 2019 ha. Này thì cài nhanh ha mọi người.
Thì để mã hóa được email ha, thì mình bắt buộc phải sử dụng một cái mail client có hỗ trợ ha. Thì vì cái sản phẩm CA này là của Microsoft ha, cho nên để sử dụng được thì bắt buộc phải sử dụng bộ Microsoft Office ha, cụ thể đó là Microsoft Outlook thì mới hỗ trợ được cái tính năng mã hóa email ha mọi người. Cho nên bắt buộc phải cài cái bộ Office này vào. Đây mình cần sử dụng cái bộ Microsoft Outlook nè, cái này nè. Đó. Mình phải cài nó vào ha. Đó, nãy giờ là mình mới chuẩn bị thôi đó, chưa có vào tiến hành cài đặt CA luôn đó. Rồi bài lắp này nó hơi dài ha. Thì nếu như mình làm sẵn hết á thì mọi người không có biết tại sao nó có mail server ha. Bây giờ mình làm từ đầu luôn. Thì đâm ra bài lắp nó hơi bị lâu một tí. Vậy mọi người cũng thông cảm nha. Đó, coi như là mình đã đi cài mail server nè. Rồi cũng như là đi cấu hình mail server ha, để cho phép user có thể gửi mail được nè. Giờ đang tiến hành cài Microsoft Office để sử dụng Microsoft Outlook ha. Rồi, xong rồi ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ log on U1 ha. Mình tiến hành cấu hình email cho U1. Rồi U1 ha. Nãy là mình sử dụng webmail mình gửi mail ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng Microsoft Outlook. Rồi, mình kiếm cái Microsoft Outlook mới cài xong ha. Outlook đâu rồi? Đây, Outlook. Rồi mọi người chờ một xíu ha, để cho đi cấu hình mail client. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng cấu hình thủ công ha mọi người. Rồi, ở đây nó hỗ trợ ha. Microsoft Office 365 nè, cũng như Outlook.com nè, Google ha, thì Gen ha. Rồi mình cái sản phẩm của mình đang cài đó là M-Diamond thì nó không thuộc những cái này ha. Ở đây mình sẽ chọn là một bóp ha. Rồi, server. Đây mình cũng có thể gõ địa chỉ ha, hoặc là IP cũng được. mail.vietcloud.vn. Rồi. Incoming ha. Outgoing mail. Rồi mình sử dụng bọt default ha. Rồi, ok hả mọi người. Rồi, mình đã cấu hình add xong cái U1 ha. Nãy quên chọn
kiểu chứng thực ha. Đây, mình đã cấu hình U1 xong ha. Ở đây mình chọn Sheet User nè. Mình lock on tiếp U2 ha. U2. Rồi, mình đi cấu hình mail cho U2 ha. Đấy, bấm nhanh quá quên chọn cái mục chứng thực. Tiêu rồi. Đầu trên này, Outlook đây. Rồi, mình sẽ đi cấu hình cho U2. Rồi, U2 hả mọi người. Rồi, ở đây mình chọn tương tự ha, cấu hình bằng cách thủ công ha. Tại vì mặc định nó hỗ trợ là cho Microsoft Exchange ha mọi người. Cũng như là Office 365 ha. Đây chúng ta xài MDiamond. Rồi, đây chúng ta chọn bóp ha. Rồi, mail.vietcloud.vn. Rồi, đây nhớ chọn ha, cái phương thức encrypt ha. Chọn auto. Rồi, đúng ha. Rồi, ở đây trong cái mục incoming ha, mình không có sử dụng mã hóa chi ha trong bài lab này ha. Mặc định chúng ta sử dụng bọt 110 ha mọi người. 110. Arduino ha. Bọt 25 ha. Kiểu chứng thực theo cái phương thức của Office 365 ha. Này mình bỏ hết ha, mình để vào mặc định. Ok. Rồi, yes luôn ha. Ok. Rồi, mình đã kết nối được mail lên ha. Có cái mail U1 gửi cho U2 nè. Rồi, bây giờ mình cũng thử một cái email ha. Bây giờ mình đang ở U2 ha mọi người. Giờ mình sẽ gửi cho U1 một cái lá mail. New mail ha. U1. Rồi, U2 gửi cho U1 test ha. Microsoft Outlook. Rồi, hello U1. Rồi, ok ha mọi người, U2 sẽ gửi cho U1 ha. Send. Rồi bây giờ mình sẽ chọn switch account ha. Thay vì mình lock out rồi lock on lại ha. Giờ mình chọn switch account qua U1 ha. Rồi mình mở lúc đó mình kiểm tra coi có mail chưa nha. Send and receive ha. Rồi. Có mail rồi ha. U2 gửi cho U1 test Outlook. Rồi, vậy là mình đã cấu hình xong cái Microsoft Outlook ha cho U1 và U2. Đó đó, mọi người thấy không? Nãy giờ cái bài nó rất là dài ha mà chưa có liên quan gì đến CA hết.
Rồi, chỉ là chuẩn bị thôi đó. Rồi, bây giờ mới bắt đầu nè. Tiếp theo ha. Cài đặt và cấu hình Enterprise Boot CA. Cài đặt và cấu hình Enterprise Boot CA ha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ đi cài CA ha. Giờ chúng ta quay lại con DC1. Đó, nãy giờ đó là mình đi cài mail server ha. Mình nhắc lại cho mọi người. MDaemon. Sau đó mình đi cài Office ha. Cấu hình Microsoft Outlook cho U1 và U2. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành đi cài CA ha. Rồi, mình đóng cái này lại hết luôn. Rồi, mình chọn Manage ha. Add role and feature. Rồi, Next ha mọi người. Next tới. Rồi, Next tiếp tục luôn ha. Rồi, mình chọn cái đầu tiên ha. Active Directory Certificate Service. Rồi, kêu cài một số cái feature ha. Add luôn. Rồi, Next thôi mọi người. Next tới. Next luôn ha. Rồi, ở đây mình chọn thêm một cái là Certification ha. Authority Web Environment ha. Để mình xin CA bằng web luôn nha. Rồi, Add Feature. Rồi, Next luôn ha. Rồi, Next. Rồi, install ha. Rồi, mọi người chờ chút ha, đi cài CA. Rồi, sau khi cài xong ha, mình chọn Config Active Directory ha, Certificate Service. Ok, vâng. Rồi, cửa sổ Identio ha, chúng ta chọn Next. Cửa sổ Role Service ha, chúng ta chọn hai cái đầu tiên ha. Certification Authority, Certification Authority Web Environment. Rồi, Next ha mọi người. Rồi, đây chúng ta đang ở trong cái môi trường domain ha, cho nên nó là Enterprise Boot CA. Enterprise CA mọi người nhấn chọn Next luôn nha. Rồi, trong môi trường domain nó là Enterprise CA ha. Rồi, trong môi trường group nó là Standalone CA. Rồi, Next. Rồi, ở đây chúng ta chọn Root CA ha. Rồi, trên cửa sổ Private Key ha, chúng ta chọn Create New một cái Private Key. Rồi, ở đây chúng ta để mặc định ha, 256 ha. Rồi, Next.
Rồi ở đây chúng ta có thể chỉnh lại cái tên cho nó gọn ha. Vietcloud CA đi cho nó gọn ha mọi người. Rồi nét luôn ha. Rồi ở đây chúng ta để mặc định ha, 5 năm nét. Rồi cửa sổ CA database ha, chúng ta để mặc định luôn ha, nét. Rồi cửa sổ confirm ha, chúng ta chọn configure. Rồi chờ nó đi cấu hình chút ha. Rồi success ha mọi người, hai cái xanh là ok đó. Rồi chúng ta close luôn ha. Rồi trong cái cửa sổ server manager ha, chúng ta bấm tool, chúng ta chọn cái CA authority ha. Rồi vietcloud CA chúng ta ha. Rồi chúng ta kiểm tra ha, cấu hình CA thành công không mọi người. Rồi bước tiếp theo cài xong rồi ha, chúng ta tiến hành đi xin CA, chúng ta đi xin certificate, certification ha. Cho user. Rồi chúng ta xin certificate cho user ha. Rồi chúng ta sẽ qua máy client ha. Rồi chúng ta kiểm tra chúng ta đang ở user nào ha. U1 ha mọi người. Rồi chúng ta gõ reaper update sigfox ha. Chúng ta refresh lại cái policy ha. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xin CA nè. Rồi start run ha, chúng ta gõ mmc. Rồi trong cửa sổ console root ha. Rồi chúng ta chọn as new ha, as remove snap in. Rồi ở đây có cái certificate nè. Rồi chúng ta chọn add đó ha. Ok. Giờ chúng ta tiến hành đi xin CA ha, chúng ta chọn personal ha. Rồi phải chuột on start, chúng ta chọn request new CA ha, request new certificate. Rồi next. Rồi cửa sổ select certificate enrollment policy ha. Đây chúng ta để mặc định ha, Active Directory, chọn Net.
Rồi, chúng ta thấy nó có hai cái tùy chọn ha. Đây chúng ta chọn user ha. Rồi, chọn Enron. Ok, finish ha. Rồi, ta kiểm tra nè. Ha, được issue đến U1 ha. Được issue bởi Vietcloud CA. Rồi. Chúng ta đã xong cho U1 ha. Giờ chúng ta tiến hành cho U2. Chúng ta chọn switch user ha mọi người. U2. Rồi, chúng ta tiến hành đi xin cho U2 ha. MMC. Rồi, tương tự ha. Chọn S remove snap in. Rồi chọn certificate add vô ha. Ok. Rồi bung ra ha. Personal. Phải chọn on start request new certificate. Rồi next ha. Rồi finish. Rồi, kiểm tra ha, cho U2 thành công ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ chuyển qua lại U1 ha. Rồi, chúng ta đang ở U1 ha. Nó sẽ console luôn ha. Rồi, tiếp theo bài số 4. Rồi, thực hiện mã hóa email ha. Và sử dụng chữ ký số. Rồi, trên máy PC1 ha, chúng ta mở Outlook lên. Chọn New Mail ha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ gửi cho U2 ha. Rồi, subject. Trao đổi public key ha. Public key. Rồi khi này là U1 sẽ gửi cho U2 một cái public key ha mọi người. Rồi sau đó U2 trả lời. Thì có nghĩa là U1 cũng đã có được cái public key của U2 luôn ha. Rồi ở đây chúng ta phóng to lên cho giờ thấy ha. Rồi, tiếp theo chúng ta chọn option ha. Chọn cái more option. Rồi, cửa sổ property ha. Security setting. Rồi chúng ta bấm add ha. Add một cái digital signature ha. Ok.
Rồi. Xem ha mọi người. Như là U1 đã gửi xong cho U2 ha. Về một cái chữ ký số. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập với U2 nha. Switch user. U2. Rồi. U2 mở Outlook lên ha. Này có U2 mình chưa có đóng nè. Sale đây luôn. Rồi. U2 lên ha. Bấm send and receive ha. Đây 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 có ha. Mọi người thấy cái biểu tượng mình đỏ đỏ này không? Rồi, mở lên luôn ha. Đó, được sai bởi U1 ha mọi người. Rồi. Khi này là U1 đã gửi mail cho U2 ha. Có kèm một cái chữ ký số. Rồi bây giờ U2 sẽ gửi ngược lại cho U1 ha. Rồi chọn kịp like ha. Rồi chọn no ha. Ok ha. Đã nhận. Rồi chúng ta chọn option ha. More option. Security setting. Rồi trong cái cửa sổ security property ha. Chúng ta đánh dấu chọn vào encrypt message luôn nè. Và add cái digital signature ha. Rồi mã hóa mail ha, đồng thời gửi chữ ký số cho U1. Ok. Send ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái U1. Kiểm tra coi cái những cái mail có U2 chưa ha. Rồi mọi người làm từ từ ha, không thôi nó sẽ bị lộn ha. U1. Thì khi này nếu đúng là chúng ta nhận được cái mail của U2 ha. Có mã hóa và có chữ ký số. Ok, mã Outlook lên. Bấm Send and Receive ha. Rồi. Chúng ta thấy cái ổ khóa không? Rồi, chúng ta mở lên ha. Rồi. Có ổ khóa ha. Đó. Rồi, giờ U1 sẽ tiến hành reply lại cho U2 ha. Ok luôn. Đã nhận được rồi. Rồi chúng ta qua phần option ha. Rồi khi này thì U1 sẽ mã hóa luôn ha. Chọn encrypt. Đây nè chúng ta sẽ chọn ha. Nãy mặc định là nó chọn cho chúng ta luôn ha. Rồi chúng ta chọn lại nè. Đó. Khi mà U1 ha, có được cái chữ ký số của U2 ha, thì tiến hành mã hóa luôn ha. Rồi, chúng ta có thích thì chúng ta chọn, không thích thì chúng ta có thể bỏ. Rồi mặc định đó là khi mà có được cái chữ ký số của U2 ha. Rồi khi gửi mail này U1 sẽ nó sẽ tự động mã hóa luôn ha. Rồi send. Ok, mình thử kiểm tra ha, nó tự động á.
Rồi mình xem ha mọi người. Nào mọi người kiểm tra đây ha, tự enrip luôn đó nha. Rồi xem. Rồi giờ chúng ta sẽ switch user ha sang U2. Rồi chúng ta mở Outlook lên ha, chúng ta kiểm tra sẽ nhận được mail từ U1 ha, có mã hóa này chắc chắn ha. Rồi bước tiếp theo ha, bước 5 kiểm tra chức năng mã hóa email. Rồi nãy chúng ta thực hiện mã hóa email ha, cũng như gửi cái chữ ký số. Rồi bây giờ chúng ta đang ở U2 ha mọi người. Rồi vậy chúng ta sẽ new mail ha, gửi một cái email cho U1. Rồi mình đang ở U2 ha, mình sẽ gửi cho U1. Rồi. Mail này có mã hóa ha. Rồi. Hello U1. Rồi chúng ta option ha, chúng ta chọn encrypt. Rồi chọn send ha mọi người. Và U2 gửi cho một U1 ha, một cái mail có mã hóa. Rồi mọi người nhớ nha, U2 vừa gửi cho U1 một cái mail có mã hóa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giả dụ ha, có người can thiệp vào email ha. Rồi chúng ta sẽ qua cái EC ha. Rồi chúng ta vô mail server. Rồi em mở daemon ha. User. Rồi chúng ta vô U1 nha. Rồi vì khi nãy là U2 mới gửi cho U1 một cái lá mail ha, có mã hóa. Rồi ở đây chúng ta chọn cái số lớn nhất ha, nó là cái mail mới nhất. Rồi chúng ta mở lên nha. Rồi chúng ta chọn một cái app ha, Notify. Rồi chúng ta kiểm tra đến cái phần nội dung nha. Chúng ta không thể nào đọc được ha, tại vì nó đã bị encrypt rồi, không thấy. Chỉ là một đống mã thôi ha, chúng ta không có thể nào đọc được ha. Rồi giờ chúng ta sẽ qua bên máy PC1 ha. Chúng ta đang ở U2 ha, U2 mới gửi cho U1. Chúng ta sẽ switch qua U1 nha. U1. Rồi chúng ta kiểm tra mail rồi. Rồi đã nhận được ha, mail này có mã hóa.
Rồi mọi người thấy rõ ràng ha. Chúng ta có mã hóa thì không thể bị can thiệp được ha. Rồi tiếp theo số 6 ha. Chúng ta kiểm tra chức năng chữ ký số ha mọi người. Rồi, giờ chúng ta đang ở U1 ha. Giờ chúng ta sẽ gửi ngược lại nè. Giờ chúng ta sẽ gửi cho U2 ha. Rồi, ví dụ U1 gửi cho U2. Rồi, kiểm tra chữ ký số ha. Rồi hello U2. Rồi mình đang ở U1 ha, mình sẽ gửi cho U2. Rồi mình không có mã hóa nha mọi người. Ở đây mình chỉ sai thôi ha. Rồi. Gửi ha. Ok. Rồi trong trường hợp này chúng ta bị lý do gì đó ha, chúng ta có người vô can thiệp ha. Rồi chúng ta qua U2 nè. Rồi chúng ta mở cái message mới nhất ha. Rồi mình thấy success kiểm tra chữ ký số ha. Rồi chúng ta xuống cái phần nội dung nè. Rõ ràng hello U2 ha. Rồi ví dụ mail chúng ta đã bị can thiệp ha mọi người. Giờ ở đây hacker hay admin cái gì đó không cần biết ha, họ vô họ thay đổi nội dung ha. Thay vì là U1 gửi mail cho U2 hello U2 ha, thì đây mình sẽ là hello U3. Rồi save cái mail lại. Ok, coi như là mail nó bị thay đổi nội dung ha. Rồi U1 gửi mail cho U2. Rồi có người thay đổi nội dung ha. Bây giờ mình đang ở U1 nè, mình qua kêu U2 kiểm tra ha. U2 rồi mở Outlook lên ha. Chúng ta send nè, receive nè. Đây kiểm tra cử ký số ha. Đây nó báo đây, nó báo đây. Này mọi người thấy biểu tượng cảnh báo không, có một vấn đề ha với chữ ký số. Màu đỏ ha. Kiểm tra cảnh báo chữ ký số không hợp lệ. Coi như là nó báo cho chúng ta biết ha, cái email này đã bị người ta can thiệp về mặt nội dung rồi, nó không còn đúng với lại cái email gốc nữa ha. Rồi hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người xong cái bài triển khai certification ha, authority hay viết tắt nó là CA ha mọi người. Mục đích của bài hôm nay là dùng để mã hóa email ha, như sử dụng sự chữ ký số. Rồi bài lab đến đây là mình xin kết thúc ha, bài lab này khá dài. Rồi, hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo ha mọi người. Rồi, chào mọi người nha.